Quý khán giả đang theo dõi chương trình giới thiệu thương vụ và dịch vụ của Đài Vietfest TV. Ngày hôm nay Thanh Thảo tiếp xúc với cô Lindy Ngũ, là người phát minh ra đôi đũa thần kỳ tức là Miracle Wands. Cô đã đến với chúng ta trong các chương trình khác. Trong chương trình này cô sẽ nói thêm về một số công dụng của đôi đũa thần kỳ tức là Miracle Wands. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào chị Lindy Ngũ. Xin kính gửi lời chào đến chị Thanh Thảo và Lindy Ngũ. Xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, khán giả của Vietfest TV. Lần trước chúng ta đã nói khá nhiều về cái nguyên do nào khiến cho chị khám phá ra và xin được bằng sáng chế của cái đôi đũa thần kỳ. Kỳ này Thanh Thảo đề nghị là mình nói về một số công dụng của đôi đũa này. Đối với Thanh Thảo thì nhìn thấy những cái đôi đũa đẹp giống như là nữ trang vậy. Vừa vừa bé bé xinh xinh như thỏi son mà lại ốm ốm nữa. Cái công dụng của đôi đũa thần kỳ xin chị cho khán giả của Vietfest TV được biết. Ngoài việc trị viêm xoang mũi như là chị nói trong kỳ trước, còn những bệnh nào khác có thể chữa được? Dạ thưa chị, rất may mắn cho cái đôi đũa thần kỳ đã trị được rất là nhiều thứ bệnh chị, nhất là bệnh về viêm xoang mũi sinus, rồi bệnh về chảy nước mắt sống, cườm mắt, rồi các bác mà bị về lục bùng lỗ tai, rồi các bác bị đau thấp khớp, rồi tay chân không có dở được, rồi như là đi châm cứu nhiều lần cũng không bớt. Nhưng mà được cái may mắn là nhờ cái từ trường của cái đôi đũa thần kỳ, sử dụng không bao lâu thì tay chân lại cử động được. Rồi cũng có nhiều cái trường hợp giống như là bị đứt mạch máu não, mà có một chị mà ở bên Tây Úc không có dở được tay chân đó chị, mà sử dụng cái đôi đũa thần kỳ chỉ có 20 mấy phút thôi là tay của chị bắt đầu dở lên. Thì phải nói là cho tới ngày hôm nay là chị quá nhiều bệnh. Chị đến nỗi mà Lindy, ngay cả chính bản thân của Lindy là người phát minh, Lindy cũng không có ngờ tới luôn. Rồi có nhiều trường hợp giống như là họ không có cái nước miếng, mất đi cái nguồn nước miếng. Lúc nào cũng phải cầm cái chai nước uống lên để cho có cái nước miếng. Nhưng mà khi mà sử dụng đôi đũa thần kỳ rất là đơn giản, chị chỉ sử dụng không có bao lâu, tự trên đưa xuống như vậy, chỉ trong vòng có khoảng chừng 15-20 phút thì cái nguồn nước miếng bắt đầu trở lại. Rồi cũng có nhiều trường hợp như ở trên San Diego mà Lindy có làm hội thảo ở trên đó, thì cũng có chị là bị mất khứu giác ngửi. Thở được nhưng ngửi không được, không có một cái vị nào mà chị có thể ngửi được hết. Thì sử dụng cũng không bao lâu, liền tại chỗ ngay tức thời vậy là chị bắt đầu ngửi được cái mùi vị cà phê. Cái hơi thở của tôi là hơi thiếu á, nhưng mà chị không nói vậy, cái hơi thở tôi nói như vậy là chính chị nó khỏe chứ không phải em là hết nói như vậy mời nhưng mà bây giờ nói được rồi vậy thôi. Thành ra là chị cảm ơn nhiều lắm. Nhờ các cái đi những thần kỳ này và tiền cho luôn mẹ đâu khỏe được mẹ ra là tôi mừng lắm rồi, cảm ơn nhiều lắm. Tại Sydney, Australia, bác Xuân Châu, 87 tuổi, nhà thơ rất nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam, bị đau thấp khớp và không giơ tay lên được. Sau 30 phút trị liệu bằng đôi đũa thần kỳ thì bác đã viết một bài thơ tặng cho cô Lindy Ngũ. Xưa cô bị rất là nặng, nằm sát giường luôn, không có ngồi được, ngồi phải chim, thùng chim bao đủ thứ. Bệnh viện cũng là chăm sóc kỹ, cô cũng ấy, nhưng mà cái tay này của cô đó, nó kẹp sát mắt luôn, nó không mở ra được. Bệnh viện cũng tập, mà về nhà ông xã cô cột dây đó, cho cô cột cái tay này rồi tay này kéo để cho exercise á, nhưng mà cái nách này cũng không mở được. Hôm qua lại cô con dọc được một chút xíu đó, thì tự nhiên về thì cái tay cô dơ thẳng lên. Dạ. Cô bị như vậy là bao lâu? Ông xã, em bị vậy là bao lâu? 5 năm rồi. Vậy là hôm qua cô tế và làm sao cô biết được cái sản phẩm này cho tế? Ông xã cô kêu chở đi, cô không có tin. Cô đi cô quằn quằn lắm, cô không có vui. Tại vì bác sĩ chị cô không được mà. Cô cũng gác chị nhưng mà cái tay cô cũng vẫn kẹp sát gì vậy, không có lên được. Thì cô... hôm qua cô tới rồi con làm cho cô khoảng nửa tiếng. Con làm. Về thì cái tay cô dở lên được. Cao lên được. Xưa cô không có dở đâu, cô chỉ kẹp tới đây thôi. Cái tay nó kẹp vậy đây thôi. Nhưng bây giờ cô vẫn còn cái bệnh này nè. Cái bàn tay này nè. Nó xe vậy nhưng mà chút xíu là nó úp trở lại. Úp có gì vậy? Thì đó. Cái gân này nó cứng. Cứng. Dạ thì khi sau khi nó
cô sẽ làm liên tục thì cô sẽ giơ được thẳng như vậy, làm sẽ là nó thông hết thì cô nghĩ là cái tay cô sẽ bình phục trở lại. Ở đây bác đã bị stroke 4 năm phải không ạ? Năm năm rồi, bây giờ là bác đau cổ nè. Cái tay của bác nó không có hồi nãy bây giờ cử động giỏi rồi đó, thấy chưa? Hồi nãy cử động khó. Bác làm dấu đi, bác làm dấu rồi cho Khoan. Bây giờ cái tay của bác nó mềm ra, bây giờ cái cổ của bác là nó tốt hơn rồi phải không? Bác quay qua quay lại rồi phải không? Trước đây cô đâu có ngửi được phải không? Không, trước không ngửi được. Rồi thử ngửi, mùi này, có mùi gì đây? Nhắm mắt lại. Chị lên đi. Nhắm mắt lại, không có cho, nhắm mắt lại. Ok, rồi bắt đầu ngửi coi, nhắm mắt lại. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt. Rồi, mùi gì? Mùi cà phê. À, nhắm mắt lại mà biết được mùi cà phê. Ước không, cũng tập ngoài nay rồi. À. Đi bác sĩ hoài thì nó hết giờ tháng thử lợi, hết giờ tháng thử lợi. Okay. Bữa nay thì nghe cô đi qua đó thì cũng đi cho tôi nhất rồi. Okay. Thấy đỡ phần trước cũng làm, thấy đỡ trước, còn cái phần sau thì chưa làm. À, nhưng mà phần nào làm rồi là nó đỡ liền đó hả? Nó đỡ liền. Đỡ bao nhiêu phần trăm? Thấy nó không có gì ở phía trước này, hay quá. Còn phía sau nè. Còn phía sau thì cô làm phía sau cô là cô về. Tôi thấy cái đó chờ đang nóng quá, đó chứ không tôi làm mỗi ngày. Phải nói là đây là một cái món quà rất là quý mà không lên đi là người phát minh ra cái đời đổi thần kỳ, nhưng mà thật sự đây là một cái món quà từ ơn trên mà đưa đến cho loài người của chúng ta. Mà khi mà có đời đổi thần kỳ rồi không có còn phải sử dụng thuốc men nhiều nữa thưa chị. Và đó là do quá trình của chị ngày xưa, như chị đã kể trong một những chương trình khác, là chị nói là từ thời bé khi mà ở trong vùng thượng lưu của Việt Nam thì chị cái vùng thượng du người ta không dùng thuốc. Cái đau ốm là hai lá về uống, hoặc là ở giữa nhà có một cái lò nóng. Rồi những cái viên đá đó nó tạo cho chị một cái gọi là cái thói quen. Rồi chị nhìn thấy thạch anh, mà cái thạch anh nó còn công dụng tốt hơn là đá thường. Dạ thưa vâng chị, Lindy là người sinh ra và lớn lên ở vùng núi Cao Nguyên, là người dân tộc Thượng. Thì cái thời mà Lindy lớn lên đó thì không có thuốc men, không biết thuốc là gì hết. Sống rất là nghèo nàn, cứ mỗi một giữa căn nhà là có một cái lò mà mình đốt những cái củi khô mình lượm trên rừng về để mà sưởi ấm cái căn nhà Cao Nguyên lạnh lẽo của mình. Thì cứ mỗi khi mà bệnh như vậy thì mình lượm những cái sỏi đá mình đưa lên những cái mạch huyết của mình để làm cho nó thông đi những cái kinh mạch của mình. Đó là cái lối trị bệnh của người Thượng. Chính vì như vậy mà Lindy lại có cái cơ hội để mà phát minh ra cái đời đổi thần kỳ để mà phục vụ cho thế giới ngày hôm nay thưa chị. Người sáng lập ra Miracle Wands, đôi đũa thần kỳ, là Lindy Ngũ, là một phụ nữ Việt gốc Hoa xuất thân từ một gia đình nghèo, sinh ra và lớn lên tại miền dân tộc Pleiku, miền núi cao nguyên giữa những con người thật nghèo, bất hạnh và xấu số, phải chịu đựng cuộc sống khó khăn nhưng có hoài bão và mộng ước. Khi còn bé, cô lớn lên bên cạnh những người có số phận không may mắn và bệnh tật. Cô bé thiết tha mong mỏi một ngày kia có thể giúp nhân loại và những người thiếu may mắn. Những y sĩ Trung Hoa thời xưa đã dùng những viên đá hình dạng khác nhau cùng với một dược thảo được đốt gọi là mugwort, ngải cứu, để tạo ra nhiệt trong việc chữa trị các chứng bệnh. Viên đá sẽ tỏa ra sức nóng vừa phải để cơ thể có thể dễ dàng thích ứng. Lindy tiếp tục các cuộc hành trình vòng quanh thế giới, thuyết trình và tổ chức những cuộc hội thảo trình bày chức năng tác dụng của đôi đũa thần kỳ. Cô dành nhiều thời gian và sức lực để giúp những người kém may mắn và bệnh tật. Vậy tại sao chúng ta lại gọi những viên đá ấy là đôi đũa thần kỳ? Bởi vì chỉ dùng trong 2 phút là da cả trên và dưới mắt của ta sẽ cảm thấy êm ái ngay tức khắc và căng thẳng được giải tỏa. Bằng cách nhấn đôi đũa thần kỳ vào các huyệt đạo khác nhau trên thân thể sẽ giúp chữa trị được nhiều chứng bệnh khác nhau, cũng như giúp cho cơ thể thư giãn. Đôi đũa thần kỳ cũng có đặc tính phong thủy, chỉ cần đặt nó lên bàn làm việc của bạn trong công ty hay trong một góc nhà, nó sẽ mang sự hài hòa đến cho gia đình và tạo nên bầu không khí thanh bình, tỉnh táo trong môi trường làm việc của bạn. Trong cái quá trình mà chị đi hội thảo hoặc là chị bán cái sản phẩm này, có những cái câu chuyện nào khiến cho chị không quên được
Dạ. À, chị có kể hình như là có Nico nào mà bị bệnh hay là có một người nào đến đến hỏi thăm chị rồi chị chữa được ngay tại chỗ không? Dạ thưa, hầu như rất nhiều chị, mỗi một cái cuộc hội thảo là cái đường đuổi thần kỳ đều chứng minh được cái công dụng của nó, mọi người tới đều ai cũng bệnh hết trơn. Mà khi mà được Lindy và cái đường đuổi thần kỳ trị bệnh chỉ trong vòng có một vài phút thì hầu như là cái bệnh của người nào cũng được thuyên giảm tại chỗ hết, đều thấy được cái kết quả tại chỗ. Thì phải nói là những cái câu chuyện mà từ ở những cái cuộc hội thảo và do cái đôi đuổi thần kỳ đem đến thì phải nói là nó nhiều. Rất là nhiều thưa chị, nó nhiều đến độ mà nhiều lúc em cứ ngồi em nghĩ lại cái em mắc cười, chính vì như vậy mà chị thấy chị Thanh Thảo thấy Linh Đi trẻ là như vậy. Đúng vậy, Thanh Thảo thấy chị trẻ ra so với lần trước đó. Dạ. Chắc là tại vì trong lòng vui. Dạ, món quà tinh thần đối với chị là chữa được bệnh cho nhiều người. Dạ, đây là một cái món mà phải nói là món ăn tinh thần cho Linh Đi, mỗi khi mà thấy mỗi một người mà sử dụng cái đôi đuổi thần kỳ đến hết bệnh và cho tới ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái lời cảm ơn đôi đuổi thần kỳ, có nhiều bác mà làm bài những cái bài thơ rất là hay tặng cho Linh Đi, rồi có các vị mà sáng tác nhạc rồi tặng cái bản nhạc mà đôi đuổi thần kỳ và viết tên của Linh Đi ở trong đó. Thì phải nói là Linh Đi là một người rất là may mắn mà thấy được là cái kết quả của mình đem đến cho mọi người và cái tình thương của mọi người đem đến lại cho Linh Đi, thưa chị. Bài ca rất hay đã được viết bởi một vị khách hàng sau khi sử dụng đôi đũa thần kỳ đem lại kết quả cho ông đã biết tặng cô Linh Đi ngũ và đôi đũa thần kỳ. Tình yêu này mong giữ dài lâu, mang đến em đôi đũa thần kỳ, xin giữ cho hạnh phúc bên nhau. Em sống vui nét đẹp dài lâu. Tình yêu đầu ta đã vì nhau, mang đến anh đôi đũa thần kỳ, đời sống vui hơn, nay chúng ta sẽ lại gần nhau. Linh Đi ngũ mang đến cho bao người cuộc sống vui với đôi đũa thần kỳ, như bề trên ban phép là xuống đời, vui sống đẹp ta đều nhớ Linh Đi. Trở lại với đôi đũa thần kỳ, có nhiều người hỏi là có bao giờ phải mua lại hay không ạ, nếu họ không có bị làm vỡ? Nếu mà không bị làm vỡ thì không cần, nhưng mà thật sự ra nếu mà cứ mỗi một vị mà mua cái đôi đũa thần kỳ xong rồi thì hầu như đều quay trở lại mà mua cho người nhà, bạn bè của mình hoặc là người thân của mình. Tại vì mỗi một cái cuộc hội thảo Linh Đi thường mở 2 ngày, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Thì ngày thứ bảy là họ tới họ mua, còn ngờ ngợ chưa có biết là nó work như thế nào, mua một set cho họ. Nhưng mà rốt cuộc ngày thứ nhì thì họ kéo ra họ mua rất là đông, họ mua cho bà con thân nhân của mình. Còn cái đôi đũa thần kỳ là như chị hỏi chị Thanh Thảo hỏi, nó có bị hư hay không, nó có bị hư mòn. Thì thật là thưa chị, cái đôi đũa thần kỳ cho mình biết người đó bệnh nặng hay nhẹ. Nếu mà người đó có độc tố nhiều quá, khi mà họ nắm cái đôi đũa thần kỳ trong cái lòng bàn tay của họ rồi thì cái đá đó trở thành màu tối thui đang thui. Tất nhiên là cái độc tố của họ diệt tất cả những cái từ trường ở trong cái đôi đũa thần kỳ, tất nhiên là cái cặp đá đó phải bỏ, không có xài được nữa. Mà cứ thử ngâm vào nước muối, nếu mà nhả ra thì được này, mà không nhả ra là bắt buộc phải bỏ, tại vì cái từ trường đã bị diệt hết trơn. Đó là chỉ có lý do đó là mua lại, hoặc là khi mà bể là phải mua lại, còn nếu mà không thì quý vị có thể sử dụng suốt cả đời. Cứ hy vọng là không có ai bị nhiều độc tố đến độ đó và giữ được đôi đũa thần kỳ chỉ có mua tặng cho người thân. Thì thưa quý vị hãy đến tìm cô Linh Đi ngũ là người phát minh ra đôi đũa thần kỳ, hoặc là Miracle Wands trên số điện thoại trên màn truyền hình cũng như là website để mua cho bằng được món quà này cho người thân hoặc là cho chính mình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình giới thiệu sản phẩm cũng như là dịch vụ của Vietfest TV trong những chương trình khác. Và cảm ơn chị Linh Đi ngũ đã đến với Vietfest TV. Dạ thưa Linh Đi, cảm ơn chị Thanh Thảo rất là nhiều, và Linh Đi một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc talk show của đôi đũa thần kỳ.